Gốm Nhật Toki xin chào anh chị và anh chị thân mến. Thì hôm nay Gốm Nhật Toki xin phép được giới thiệu cho anh chị mình một cặp bình nha cả nhà. Và thực sự chia sẻ với cả nhà mình luôn là trong hàng gốm xứ Nhật đó, thì cái việc mà tìm được một cặp bình ấy là vô cùng khó. Và đặc biệt của cặp bình này thì là cái cảnh anh chị thấy nó đối nhau đúng không cả nhà, có thể thấy cầu thang này, ngôi nhà này, chùa chiền này, hoa này là sẽ được vẽ theo kiểu là đối nhau nha cả nhà. Đây, những cái nét vẽ thì mang lại cho chúng ta một cái cảm giác là một cái khung cảnh nha, rất là có hồn luôn, có hoa, có mây, có núi, có nhà. Đây, trước tiên thì em sẽ đưa đến phần kích thước của cặp bình này và sau đó thì em sẽ quay cận cảnh cho cả nhà mình nha. Với chiều cao của cặp bình này thì lên tới đó chính là khoảng chừng 25 nha. Và đây là một cặp bình size lớn đấy cả nhà. Trước đây thì em cũng có giao lưu khoảng 20, mười mấy cũng có, và hôm nay là cái cặp này khá lớn nhá cả nhà, cặp bình này 25. Và lại còn được một cặp nữa cả nhà. Rồi tiếp theo đây vòng bụng này. Vòng bụng thì sẽ là 42 nha cả nhà. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của cặp bình này luôn. Đây, em muốn đưa đến cho anh chị mình xem phần viền vàng này. Phần viền vàng ở phần miệng nhá. Tiếp theo là cái cổ là được vẽ bách hoa với rất nhiều loại hoa này. Rồi, xung quanh này núi Phú Sĩ, có khung cảnh là ngôi nhà. Ngoài ra sau đó thì cầu thang này được vẽ tỉa tót lắm nhá cả nhà. Đấy, từng nét này anh chị có thể xem nhà, cây vẽ vàng hết nhá. Non núi này, vẽ tứ diện luôn cả nhà. Vẽ tứ diện xung quanh hết nha cả nhà. Đây, anh chị có thể coi cái đường diềm ở chân cũng vậy, rất là tuyệt vời, rất là đã luôn. Từng chi tiết của chiếc bình này đều gợi lên vẻ đẹp hết. Đây, truyện ký Satsuma nha cả nhà. Một sản phẩm gọi như là vô cùng sâu tuổi rồi. Nhưng mà tính theo tuổi thì cặp bình này chắc chắn là hơn 100 năm rồi cả nhà. Và gọi là tuổi cổ đấy cả nhà. Đây, viền vàng này, rồi xung quanh hoa này. Mà sờ lên trên đây là chúng ta sẽ thấy nó gợn gợn cái tay nha cả nhà. Đây, hoa văn họa tiết nha. Và hai bình này thì đã nói từ trước, đó là hai bình nó được vẽ theo phong cách là đối nhau đó. Ví dụ như một người họa sĩ mà có thể vẽ theo một sản phẩm mà vẽ theo kiểu là chiếc bình này đối diện cái bình kia thì rất là khó đúng không cả nhà. Giống kiểu như là mình cầm bút tay phải rồi cầm bút tay trái vậy cả nhà. Đặc biệt, đây, một cặp bình vô cùng đặc biệt nha. Hôm nay có cơ hội giới thiệu với anh chị mình. Và nếu như anh chị có nhu cầu giao lưu các mặt hàng gốm sứ thì có thể liên hệ với Gốm Nhật Toki qua số điện thoại Zalo nha, và số cũ cho anh chị 0901112334. Rất là cảm ơn anh chị. Và một lần nữa thì Gốm Nhật Toki xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những sản phẩm tiếp theo của Gốm Nhật Toki. Anh chị nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ em nhé, để em có thêm động lực làm thêm rất nhiều sản phẩm đẹp và mới đến anh chị mình nữa nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.